Xin chào tất cả mọi người, lại là em Thiện đây. Hôm nay em đang ở trong cái Araucan mà hôm rồi em làm với mọi người. Thì em cũng tâm sự với mọi người một chút xíu là cái Araucan này hôm bữa ấy, là em có sử dụng cái giống. Nhưng mà cái giống đấy ấy, do nó hết giống với mọi người. Thì mình sử dụng cái giống nó già nó cỗi ấy. Cho nên là khi mà mình rả xuống như vậy ấy, cái cây nào nó lên thì nó lên. Nhưng mà đa số là những cái giống của nó bị chết mọi người ạ. Lâu ngày quá nó bị lẫu đi mọi người, nó lẫu đi, nó thối, nó đen chết đi. Thì mới đây tầm một tuần thì em mới có rụi. Em mới rụi thêm vào mọi người nhá. Em rụi cách đây một tuần đó mọi người. Thì khi mà rụi như vậy ấy, với lại kết hợp em chăm sóc, thì hôm nay em có bỏ thêm phân vi sinh dưỡng cho nó nữa, thì em cũng chăm sóc. Thì hiện tại cây nó đang khá là săn đấy mọi người. Thì nó săn như vậy ấy, thì cũng chưa nói lên được cái điều gì đâu. Nhưng mà cũng rất là khả quan. Thì trong thời gian sắp tới ấy, là em sẽ theo dõi nó xem coi là cây nó như thế nào. Cái chế độ mà đẻ với lại cái chế độ mà cây đỏ nó có xuất hiện nhiều nữa hay không. Thì theo thời gian sắp tới thì em sẽ quay lên để em cập nhật cho mọi người. Còn hôm nay là em sẽ thông báo cho mọi người biết là hiện tại là nó đang rất là săn. Và em rụi đang rất là săn rồi. Đây, mọi người biết cái nước đen này là cái gì không? Nước đen này nó nằm từ trong phân vi sinh dinh dưỡng nó ra đó mọi người. Đây là chất dinh dưỡng giúp cho cây của mình nó săn và nó đẻ đấy mọi người. Đấy, thì em vừa mới sử dụng phân vi sinh dưỡng để em ném cho nó. Vừa xong ấy, em quên chưa có ngắt nước đi đó mọi người. Dẫn đến tình trạng là khi mà mình ném cái phân xuống ấy thì nước nó trôi đi mọi người. Cho nên là em vừa mới ngắt nước đi rồi. Và bây giờ em đang tiến hành để em rải phân. Thì phân vi sinh dưỡng ấy, nó sẽ giúp cho cây của mình ấy là ra rễ, đẻ mầm, phục hồi, chống cây đỏ nha mọi người nhá. Thì em đang thử nghiệm phân vi sinh dưỡng này. Nước thì đang trong, nhưng mà khi mà mình ném phân vi sinh dưỡng tới đầu ấy thì nước nó sẽ đổi màu sang màu đen nha mọi người nhá. Đấy. Thì hiện tại ấy, là em mới rụi. Thì cây đang rất là ok và săn. Thì để một thời gian em sẽ theo dõi và quan sát cái độ đẻ nó như thế nào và cái độ bị cây đỏ như thế nào. Trong ở trong đây ấy, là hiện tại bây giờ ấy là cũng chưa có ai làm nhiều. Do tình trạng cây đỏ nó cũng bị nhiều mọi người. Với lại mấy bữa nay ấy, như kiểu là giống rau nó ế mọi người. Mấy bữa nay ấy, giống nó mấy bữa nay rau như kiểu là nó dôi ấy mọi người, nó dôi ra ấy. Dẫn đến tình trạng là rau nó dư nhiều. Nó dư nhiều cho nên là một số ao ở đây họ cũng đang là rả đây mọi người này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Cái như cái ao này họ đang rải ra như vậy này để cho nó đẻ mầm ra ấy, để sắp tới họ trồng đấy. Thì em sẽ tham quan vừa cái ao nhỏ của em và những cái ao họ mới rải đây, xem coi là tình trạng là nó như thế nào. Đấy, hôm nay là bắt đầu đang có giống lại đó mọi người. Do rau nó rẻ, nói chung là khi mà có giống là rau nó rẻ mới có giống mọi người nha. Còn nếu mà rau mà nó đắt ấy là họ bán hết đi à, không có giống. Đây là một cái ao mà của bác chủ bác đang làm này mọi người này. Thì nói chung là nhìn về cái độ săn ấy thì nó không có săn cho lắm nha mọi người nhá. Về cái độ tốt, cái độ săn ấy thì nó không có đẹp bằng cái ao của mình đâu. Đây, còn bên đây là bên đây là cái vườn của cái anh này, anh đang là rải ra mọi người này, rải ra để chờ thời gian là bắt đầu nó đẻ ra đấy, là đang có giống để rải đấy. Cái vấn đề cây đỏ ở trên cây rau cần đấy mọi người rất là nhức nhối nha mọi người nhá, nó khiến cho những ai mà trồng cây rau cần ấy mà bị cây đỏ ấy là dẫn đến bị mất mùa nha mọi người. Thì những cái tiền mà đầu tư phân thuốc rồi cắt chăm sóc rồi công của những cái ao mà bị cây đỏ như vậy là bị mất hoàn toàn đấy mọi người.
cho nên là vấn đề cây đỏ rất là nhức nhối. Thì em cũng mượn của bác chủ ở đây một cái ao nhỏ để em dấn thân vào, xong con này em chăm sóc thử cho nó như thế nào đó mọi người. Và em sẽ lấy những cái bộ thuốc để em nghiên cứu ra để em xem nó như thế nào. Đấy, thì em đang là sử dụng phân vi sinh dưỡng để giúp cho cây của mình ấy, nó phục hồi những với cái điều kiện khắc nghiệt này, chống chọi những điều kiện khắc nghiệt này, giúp cho phục hồi cây, ra rễ, săn cây tốt lá, từ đó nó sẽ chống được cây đỏ nha mọi người nhá. Rồi, em cũng quay sơ qua cho mọi người xem. Đó. Rồi, em sẽ cập nhật cho mọi người thường xuyên nha mọi người. Mọi người hãy theo dõi nha. Thì hôm nay em xin thông báo cho mọi người biết nha. Video em xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Hẹn mọi người sang video tiếp theo. Hãy follow mình để theo dõi nhiều điều thú vị.